Dạ sư cho con hỏi, ngày xưa bà nội con hay đối xử không tốt với mẹ con. Bây giờ bà đã già và không tự lo được hết. Mẹ con luôn lo mọi việc nhà cho bà, mọi việc cho bà rất chu đáo, nhưng mẹ hay nổi nóng với bà vì mẹ cũng khá hận bà trong quá khứ. Con thương mẹ nên cũng có an ủi và khuyên bảo mẹ nhiều lắm. À, vì bản chất mẹ là một người phụ nữ rất tốt. À, nhưng con lại sợ nỗi hận thù trong mẹ con sẽ khiến mẹ con có thể đi xuống địa ngục sau khi mất. Thưa sư, mong sư cho con lời khuyên. Xin thưa với quý vị, cái này sư chia sẻ sau khi mà sư cũng gặp nhiều trường hợp rồi. Chăm sóc người già vốn dĩ là một chuyện rất là khó. Bởi vì chăm không phải mình chăm ngày một ngày hai đâu, mà mình chăm từ năm này qua năm khác, có nhiều khi mình phải kham nhẫn nhiều lắm. Mà người già, người ta nói người già thì đôi khi thì cũng như con nít vậy, nhưng mà con nít thì nó dễ thương, thành ra là có những cái nó quấy mình cho qua, nhưng mà người già thì không có cái sự dễ thương của con nít, cho nên nhiều người khó có sự kham nhẫn được với người già. À, sư hiểu nhưng không có nghĩa là sư thông cảm. Bây giờ quý vị hỏi thì nên làm cái gì, thì đầu tiên là quý vị phải hiểu là cái hoàn cảnh như vậy. Người ta nói là cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử. Con cái bệnh lâu dài á, thì cha mẹ còn kế bên, được, nhưng mà cha mẹ bệnh lâu dài thì con cái kế bên nó khó lắm. Sư biết cái chuyện đó mà. Sư thì sư có lời khuyên là giúp cho mẹ cô á, học đạo đi. Rồi khi mà học đạo nhiều hơn thì mình sẽ có được cái ý thức nhiều hơn về những cái chuyện đúng sai. Đó. Rồi cái thứ hai á, là nếu như có khả năng thì đưa mẹ cô tham dự những cái khóa thiền mà đúng nha, khóa thiền dài ngày á, mà nó thực hành đúng á, thì như vậy á, sẽ thay đổi được cái cách nhìn hơn nữa, thì cũng sẽ giúp cho mẹ của cô có khả năng kham nhẫn tốt hơn, có khả năng giữ gìn chánh niệm, có khả năng từ tâm được tốt hơn. Sư nhớ hôm hôm bữa khi mà sư đi nội soi, nó có cái nội soi mà không không đau á, thì nó gây mê. Khi nó gây mê như vậy á, sư tỉnh đầu đầu thì nó tỉnh, thì mình đứng dậy mình đi thì mình đi được rồi, nhưng mà mình đi một hồi á, đi tới cái chỗ cái cửa để mà mình thay lại cái y á, thì nó thiếu điều nó muốn đâm sầm vô cái tường vậy đó. Do đâu? Do cái chất gây tê á, nó chưa có hết á, cho nên là cái đầu của mình nó chưa có điều khiển được hoàn toàn cơ thể của mình, thì cũng có nghĩa là cái tâm của mình khi đó tâm nó còn yếu. Cũng vậy đó, cái người mà không có tu tập á, tâm của họ cũng rất là yếu, thì có những khi mình biết là mình nên nhẫn, có những khi mình biết là mình nên từ tâm, có những khi mình biết là mình nên tỉ mỉ nhưng không làm được. Do đâu? Do tâm không có tu tập. Chính bởi vì như vậy sư vẫn khuyên là nên tạo điều kiện cho mẹ cô, một là học giáo lý, hai là tham dự những cái khóa thiền dài ngày. Khi mà mình hiểu đạo á, thì mình mới buông bỏ được nha. Khi mình thực hành đạo á, thì mình mới buông bỏ được. Khi mình hiểu đạo thì mình mới kham nhẫn được. Mà khi mình thực hành thì mình mới kham nhẫn được. Cái chuyện từ tâm cũng vậy. Phải hiểu thì mới từ nổi. Và phải thực hành thì mới biết thực hành tâm từ nó như thế nào. Còn không thì hoàn toàn chỉ trên chót lưỡi đầu môi thôi. Pháp học và pháp hành thì đó là hai cái sư đề nghị mẹ cô nên làm. Không biết Đại Đức Tại Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì đây cái muốn chốt cái câu hỏi là cái vị này cũng thường xuyên, có nghĩa là cái an ủi và khuyên bảo mẹ, và cũng biết mẹ mình là một người phụ nữ rất là tốt,
nhưng mà vẫn là có cái sự e dè, cái sự lo sợ hận thù, nghĩa là đôi khi cái sự kham nhẫn nó không có. Sợ cái nuôi nấng cái trạng thái tâm đó, một thời gian dài đó, sẽ tái sanh khổ cảnh. Cái vấn đề chính là nằm ở mẹ của cô này. Cô này chỉ là người giống như là hỏi quý sư là cách nào trợ duyên thôi, để Đức Hạnh Tuệ đã cho cái lời khuyên thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Nếu mà nói là thiên về tâm sân thì vậy, tâm sân thì đúng chỉ có cái vô sân, tâm vô sân thôi, là tiếng là tâm từ thôi, vậy là mới hóa giải được thôi. Rõ ràng trong pháp cú Đức Phật nói mà, với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, có chỉ có cái tâm từ thôi, vậy mới đối trị thôi. Mà ở đây á thì Đức Hạnh Tuệ đã nói hai cái phương án kia rồi, cho nên ở đây sư có cái lời khuyên là như vậy. Nếu mà được như Đức Hạnh Tuệ nghe, nếu mà cô á, cô khuyên được như mẹ mình á, theo như tu tập, như theo như để Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn thì điều đó quá tốt, đối xử rất là tốt. Ở đây thì sư có cái lời khuyên thêm là nếu nếu mà hai phương án đó là gọi là nó, đôi khi mình khuyên mình khó, nó khó quá, tại vì mình là vai bế con mà, thì để tránh á, gọi là để tránh, thì tại phiền não của những phiền não á, mà mình cái sức mình á, cái sức mình kham nhẫn của mình á, cái năng lực thiện tâm mình nó không đủ, đôi khi mình phải chánh né. Ví dụ như sao, ví dụ như là thí dụ mình có cái điều kiện về tài chính thì thay vì mẹ mình biết hoàn cảnh mẹ mình như vậy nè, thì mình là hay tiếp xúc bà, lo cho bà, nhưng mà rồi á, có những cái hiềm khích từ thời, tức là sau từ thời con dâu mẹ chồng rồi, thì mình nếu mà tài chính mình có thì mình có thể thuê người, quý vị thuê người để làm cái việc đó thay mẹ mình, để đỡ gánh nặng, để giúp cho bà nữa, trọn vẹn đôi đường đó cũng là một giải pháp. Còn cái giải pháp thứ hai á, là mình khéo léo ngoài cái lời khuyên á, thì mình áp dụng cái pháp mà Đắc Nhân Tâm mà Đức Phật dạy, mà sư Đức cũng hay nhắc, nghĩa là mình thường xuyên mình an ủi, mình hay nghe ủi mình đôi khi mình mua cho mẹ mình món quà, mua cho bà mình món quà, mình khuyến khích để cho hai cái người đó. Nói chung cái pháp mà bố thí, cái pháp mà xả thí, rồi nó mang lợi ích nhiều lắm. Thì mình cho người ta, ngoài cái việc nói, vậy hiểu không, ngoài cái việc mình nói mà mình cho thêm người ta cái tài vật đó, có sự bố thí đó, thì cái lời nói mình nó có trọng lượng, nó có giá trị hơn cái việc. Còn nếu mình khuyên không, cái lời mình nói mình khuyên không đó, mình không có hành động gì đó nó cụ thể, thì cái lời khuyên đó, nó khó mà có giá trị lắm. Tại vì mình còn phàm phu thôi vậy. Cho nên là ngoài cái giải pháp thứ nhất mà sư nói, giải pháp thứ hai thì sư nghĩ là để nếu mà mình không có tài chính, mình không có khá, thì mình cũng thường xuyên mình chăm sóc ngoài việc mà mẹ của mình và bà của mình đó. Mình có lời khuyên, nhưng mà mình ví dụ mình có gửi tiền về đó, mình nói là bây giờ mẹ nhắn lấy tiền này, mẹ lo chăm lo cho mẹ, chăm lo cho bà này nọ đó, cái việc đó nó cũng nguôi ngoai để phần nào, rồi kèm thêm cái lời nói, mình lại nói với cái từ tâm là từ ái, thì nó dễ tiếp thu hơn. Nhưng mà trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư cũng nhấn mạnh là nếu mà làm được hai cái điều á, mà Đức Hạnh Tuệ nói thì vẫn là tốt nhất nha, là tốt nhất, trừ khi là trường hợp mà gọi bất khả kháng thì mình mới áp dụng cái phương pháp mà sư đã nói sao sao thôi. Tốt nhất vẫn là bản thân của cái vị này nè, khuyên mẹ mình có sự tìm hiểu giáo pháp, có hiểu biết giáo pháp, thì khi hiểu biết giáo pháp mình hiểu là nhân quả nghiệp báo, mình có niềm tin tam bảo, rồi mình có tu tập, mình biết thế nào là tâm từ nè, tâm bi nè, tâm hỷ tâm xả nè, thì mình dễ chấp nhận hơn, dễ chấp nhận cái việc chăm sóc bạn mình hơn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ là quý vị đã có cái câu trả lời và cái hướng đi cho mình thông qua cái lời khuyên của các sư khác. Chưa qua câu hỏi tiếp theo.